Thưa quý vị, cách đây gần 50 năm, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán hội nghị Paris. Với ý chí quyết chiến quyết thắng trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược, làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký hiệp định Paris. Trong 12 ngày đêm khói lửa, từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động 663 lượt máy bay B-52, 3.920 lượt máy bay chiến thuật tấn công Hà Nội và các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, thả hơn 36.000 tấn bom, vượt quá khối lượng bom đã ném xuống miền Bắc Việt Nam trong toàn bộ thời kỳ năm 1969 đến 1971. Gia đình ông Nguyễn Văn Cầu gắn bó với khu phố Khâm Thiên của Hà Nội từ những năm 50 của thế kỷ trước. Những ngày bom Mỹ đánh phá Hà Nội, ông là công nhân kiêm tiểu đội trưởng đội tự vệ chiến thắng của nhà máy in Lê Cường. Tiểu đội của ông có 12 người, được trang bị một khẩu súng máy 12 ly 7. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, ông và những đồng chí trong đội dân quân tự vệ vừa hoạt động sản xuất vừa chiến đấu. Và cũng trong 12 ngày đêm Hà Nội không ngủ đó, bom Mỹ cũng đã cướp đi sinh mạng của vợ và con trai ông. Nhiệm vụ của tôi lúc bấy giờ là ở nhà gác Năm Tùng và ca như thế kia là Đại Liên, K-44, Trung Liên. Và nhiệm vụ của chúng tôi là bắt nó phải lên cao để cho tên lửa và cao xạ của mình bắn trận đánh Á Liên. Khi báo an nó cái thì tôi về thì nhà cửa tan nát hết, thì vợ mất, con mất, người em trai mất, cháu con bà chị mất, cây hầm ở trong kia hơn 50 người, nó bỏ đúng bom, hai quả bom tấn. Gần 50 năm đã trôi qua, trong ký ức của những người một thời tham gia trận đánh và chứng kiến chiến tranh không quân ác liệt nhất của Mỹ đánh phá thủ đô Hà Nội suốt 12 ngày đêm năm 1972, đối với Đại tá Hoàng Biểu, Đại đội trưởng Trung đoàn 921, Đoàn Sao Đỏ F-371, Quân chủng Phòng không Không quân, vẫn không thể nào quên. Đó là sự tàn phá khủng khiếp của máy bay B-52 với cuộc sống người dân thủ đô. Khi ấy, giặc Mỹ hùng hồn tuyên bố chắc nịch rằng sẽ biến Việt Nam trở lại thời kỳ đầu đá. Lại một lần nữa, những pháo đài bay hiện đại B-52, con ngáo ộp trên không, niềm tự hào của đế quốc Mỹ bị tan xác trên bầu trời Hà Nội. Để rồi sau đó không lâu, chúng phải đàm phán cuốn cờ tháo lui. Nhờ cái chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, cho nên là thằng Mỹ biết rằng không thể là ép buộc cái dân tộc Việt Nam này mà chịu thua trong cuộc chiến tranh là giải phóng đất nước. Cho nên thằng Mỹ nó phải ngừng ném bom miền Bắc. Thực chất nó là thua trong cuộc chiến tranh là xâm lược Việt Nam này. 12 ngày đêm khói lửa trong trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không với chiến thắng vang dội, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52, đập tan âm mưu của đế quốc Mỹ đưa Hà Nội về thời kỳ đổ đá, đã viết nên bản tráng ca bất tử gây chấn động thế giới. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã buộc Mỹ phải xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán để ký hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời cũng tạo tiền đề cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một cái sự kiện nó diễn ra trong 12 ngày đêm, nhưng nó quyết định toàn bộ cái cục diện của cuộc chiến tranh Việt Nam, với cái mục tiêu đầu tiên là chúng ta thực hiện được như là cái lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đánh cho Mỹ cút, và tháng Giêng năm 1973 Mỹ phải ký kết cái hiệp định Paris rút khỏi Việt Nam. Và rõ ràng dù là ký kết một cái hòa ước ấy, nhưng mà người ta phải thừa nhận, ai cũng thừa nhận rằng, và chính giới Mỹ cũng phải thừa nhận rằng đó là một thất bại. Để làm nên chiến thắng đó, ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, còn là sức mạnh ý chí quyết chiến quyết thắng, sự xả thân chiến đấu cho hòa bình độc lập của quân và dân Việt Nam. Trong đó, góp phần không nhỏ để giữ bầu trời Hà Nội trong những ngày đêm khốc liệt ấy là những trận địa lửa, trận địa của quân và dân Hà Nội với ý chí và lý tưởng chiến đấu quật cường. Thưa quý vị, chiến thắng của Hà Nội 12 ngày đêm năm 1972 là niềm kiêu hãnh, là bài học quý giá về sức sáng tạo, lòng dũng cảm về chiến thuật quân sự chống tiến công hỏa lực đường không của quân và dân ta. Thời gian đã lùi xa, song chiến thắng này vẫn còn nguyên giá trị
về tinh thần bất diệt trong lịch sử dân tộc, cũng như sự ngưỡng mộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, đồng thời để lại những bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chúng ta hôm nay và mai sau. Đến đây chương trình Những Mốc Son cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.